Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Nghĩa Audio xin mở ruột đẩy của con đẩy PS Audio. Đây, phiên bản hôm nay là cuối năm 2019, đầu năm 2020. Thì nó sẽ có một số thay đổi để quay cho anh em biết được. Tại vì cái hàng này mình bán rất là nhiều, nó sẽ có một số thay đổi về cái phần công suất cũng như là cái mạch của đẩy. Đấy. Đây là một con đẩy PS Audio với mã số là P4008, với mặt đèn LED. Đấy, đèn LED này anh em có thể nhìn được bên trong ruột này, với một con biến áp cực kỳ to. Đấy, rất là to nha anh em nhé, có thể to hơn một cái bàn tay người lớn. Đấy, bàn tay này nó khoảng tầm độ hơn 20 phân. Cái size đẩy này là size 2U, về dày nó khoảng dày khoảng 10 phân, và nó chạy 4 quạt. Đấy, chạy 4 quạt nhé, 2 trước 2 sau, quạt chạy rất là êm. Đặc biệt là con đẩy này nó chạy sò san ken MP1526 MP1526 và MN1526 là một cặp sò. Cặp sò san ken. Đấy. Đây là một cái biến áp này, biến áp đồng rất là nặng em nhé, em đang rất là nặng. Đây anh em có thể đếm này. Trước đây thì con đẩy này nó là chạy 54 sò, nhưng bây giờ hãng đã nâng cấp lên là chạy 64 sò chạy chính. Thì anh em có thể đếm ở trên ngay trên cái vỉ công suất này. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 con một mặt nhân với 4 mặt của vỉ công suất thì sẽ thành 64 sò anh em nhé. Anh em nhìn là cái hãng PS này thì nó đi dây cực kỳ chuẩn luôn anh em ạ. Đây. Với công nghệ của Mỹ này, tất cả cái dây này đi dây bo gọn hết. Đấy, anh em nhìn được. Quay rõ hôm nay, quay ngoài trời anh em nhé, cho anh em có thể xem rõ được. Còn đây là phần một dàn tụ nguồn. Một dàn tụ nguồn của PS 4008. Thì đây là tụ nó chạy là 80V. Đấy, và dung lượng tụ lên đến 15.000 microfarad. Đây anh em sẽ nhìn từ đằng sau mới thấy được nhá anh em nhá. Đây 80V này. 15.000 microfarad này. Đó. Tất cả các cái vỉ này đều được hàn bằng máy cực kỳ chi tiết. Anh em có thể nhìn các cái chân của sò rất thẳng tắp luôn. Và trên mỗi một vỉ vỉ của công suất thì đều có chữ ký của PS Audio. Đây. Anh em nhìn này. Chỗ em đang xây dựng hơi ồn tí, anh em chịu khó lắng nghe một chút nhá. Để em quay nhanh cái video này thôi cho anh em thấy được ruột bên trong của PS Audio. Với cái dòng này thì em đã thử chất tiếng rất là nhiều. Rất nhiều anh em đánh giá rất là cao. Đấy. Đây có một cái dấu xanh nữa. Cái dấu xanh này. Đó là dấu test QC. Khi một con đẩy nó được sản xuất xong thì nó sẽ trải qua quá trình test. Khi test xong thì nó phải có một cái dấu QC pass này để đóng lên, để đảm bảo là đẩy này đã ok hoạt động, mọi tính năng đều hoạt động chuẩn là mới được xuất xưởng anh em nhé. Đấy, bên này cũng có một dấu xanh nữa này. Đấy, bên này cũng có ký PS này. Đó. Còn đây là phần mặt sau của đẩy. Mặt sau của đẩy PS nhé. Quay cho anh con đẩy này, vòng này cô. Quay nó vào đây. Mỗi bên kia nó ngược sáng. Để sau cho em xem về phần mặt sau của con đẩy này. Đấy, sử dụng một cái dây nguồn rất là to. Dây này là dây chịu nguồn rất là cao anh em nhé. Để cho anh em có thể xem được. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, dây nguồn rất là to. Đấy. Và mặt sau của nó thì các cái rắc cắm ra loa này được làm bằng kim loại nhé. Là người mình inox này, kim loại này. Đấy, cực kỳ chắc chắn luôn. Bốn cái rắc A1, A2, A3, A4 này. Là A4 kênh anh em nhé. A4 kênh. Còn đây là hai cái cổng xoáy này. Bốn cái cổng vặn xoáy để anh em có thể kết nối với loa mà sử dụng cái rắc vặn xoáy hay bắp chuối đều được anh em nhé. Phía bên dưới này, rất là hay là con đẩy này nó có cả đường in vào và đường link ra. Đấy. Ở phía dưới này là cổng vào 1-2 này, cổng vào 1-2. Bên này là link nhá, đường link nhá. Cổng link sang con đẩy khác và anh em thể link sang, ví dụ dùng hai đường tín hiệu này link sang hai bên này, là mình chỉ sử dụng hai cái đường tín hiệu nhưng mà sẽ sử dụng được cho 4 kênh riêng biệt. Đấy. Và các cần gạt stereo braille đều được thiết kế ở phần dạng gạt hết anh em nhé, nút gạt. Này, anh em thì xem đây, tất cả các xô đầu gạt đều được nhà thiết kế kẻ sơ đồ bên dưới anh em nhé. Đấy, theo cái gạt ở đây, gạt trắng này. Ví dụ như anh em đánh ở Sitel
tiếp theo thì mình sẽ gạt trở số 3 cái lên trên này, 3 cái dưới này. Parallel thì 2 cái xuống 1 cái lên. Và Ritger thì 2 cái lên 1 cái xuống. Đấy. Theo sơ đồ hết anh em nhé. Đấy. Ok, mình sẽ giới thiệu dừng video ở đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái clip này. Anh em nhớ là đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận thêm những sản phẩm mới nhất ở bên mình anh em nhé. Xin chào, xin cảm ơn anh em đã theo dõi video.